Tập phim, những trò chơi dân gian. Xin chào tất cả các bạn. Hiện nay chúng ta có rất nhiều chương trình TV hay và bổ ích, như là Gia đình Bất Chì nè, Điều Chúng Mình Chưa Biết, hay những khu vui chơi giải trí nữa đó. Vậy thì có bao giờ các bạn tự hỏi, ngày xưa thì chưa có những chương trình TV như vậy, thì các bạn nhỏ lúc bấy giờ vui chơi như thế nào không nhỉ? Để mình bật mí cho các bạn cùng biết nha. Ngày xưa, các bạn nhỏ sẽ chơi những trò chơi đơn giản nhưng rất là vui nhộn đó. Những trò chơi này chúng ta gọi là trò chơi dân gian. Bây giờ, chúng ta hãy cùng chơi một trò chơi rất là quen thuộc nha. Các bạn hãy comment đoán xem là trò chơi gì nào. Mình sẽ vẽ anh xanh đó. Anh xanh đang rất là vui luôn. Chắc là anh xanh cũng rất thích chơi trò chơi này đó các bạn. Chơi cùng với anh xanh hôm nay, chúng ta sẽ vẽ thêm một nhân vật nữa nha. Đã biết đây là nhân vật nào rồi đúng không? Đây chính là anh Bút Chì đó. Chúng ta đã nhiều lần vẽ những thành viên nhà Bút rồi, thì không biết các bạn nhỏ có nhớ cách vẽ gia đình nhà Bút không nhỉ? Bật mí một chút về trò chơi này là anh Xanh và anh Bút Chì sẽ cầm một sợi dây thun thật là dài. Chúng ta sẽ nhảy qua sợi dây đó đó, sao cho không chạm vào dây. Các bạn đã biết đây là trò chơi gì chưa? Đúng rồi, đó chính là trò chơi nhảy dây. Các bạn thấy em Vàng vui chưa kìa? Tiếp theo, mình sẽ vẽ anh Đỏ nha. Anh Đỏ thì không vui như anh Xanh đâu. Chắc là anh Đỏ đang bận suy nghĩ về một vấn đề nào đó đó các bạn. Bên cạnh anh Đỏ, còn cái anh Bút Chì nữa nè. Đỏ và anh Bút Chì đang chơi ô ăn quan đó các bạn ơi. Anh Đỏ đang rất là buồn vì anh Đỏ không chơi giỏi được như anh Bút Chì. Chúng ta sẽ có 10 ô nhỏ và 2 ô lớn. Mỗi ô chúng ta sẽ có những hòn đá bên trong. Chúng ta cần phải rải những hòn đá này từ ô này sang ô khác để ăn được nhiều quan hơn. Hoặc có nhiều đá nhất thì sẽ thắng đó. Ô ăn quan là trò chơi giúp chúng ta rèn luyện suy nghĩ rất nhiều đó nha. Các bạn nghĩ sao nếu chiều chúng ta cùng bạn bè hoặc gia đình đến một cánh đồng, thả những chú diều bay lên trời và ngắm nhìn chúng nè. Thả diều là một trò chơi rất được yêu thích. Những chú diều sặc sỡ, đầy màu sắc hình dáng, đang bay phút lên trời cao. Rất đẹp đúng không nào các bạn? Anh Đỏ đang thả một chú diều lên trời đó. Chúng ta sẽ có một cuộn dây thật là dài để thả diều bay lên trời. Diều có nhiều hình dáng lắm đó nha các bạn. Ở đây, mình sẽ vẽ kiểu diều đơn giản nhất để các bạn nhỏ cũng có thể vẽ theo nha. Các bạn vẽ một hình thoi như thế này nè, thêm những đường thẳng nữa để tạo khung cho bạn diều. Vẽ thêm với bạn diều phần đuôi nữa là xong rồi đó. Các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã bước đầu tiên hoàn thành những nét vẽ của bức tranh trò chơi dân gian ngày hôm nay rồi đó. Cùng nhìn lại xem bức tranh của tụi mình có đẹp không nha. Nhưng mà để bức tranh đẹp hơn nữa thì bây giờ chúng ta hãy cùng tô màu bức tranh này thôi. Chúng ta sẽ cùng tô màu những thành viên nhà Bút nào. Chắc là các bạn nhỏ sẽ không khó khăn gì khi tô màu nhà Bút có phải không? Tô anh Xanh thì với màu xanh ở mặt và ở tay đó các bạn. Tóc anh Xanh thì có màu nâu nhạt, còn thân thì có màu đen đó. Đặc điểm của anh Xanh là anh Xanh có hình chú cá màu cam ở phía trước nè.
Các bạn nhớ tô cẩn thận những chi tiết nhỏ nha. Tiếp theo, chúng ta sẽ tô anh bút chì với màu cam toàn thân luôn. Màu cam sẽ nhạt hơn ở phần đầu. Và anh bút chì có hai tay màu đen nữa đó nha. Em vàng thì tô làm sao nhỉ? Các bạn comment phía dưới để nhắc cho mình với. Có màu vàng ở gương mặt và hai tay có đúng không? Tóc vàng thì có màu đỏ. À, còn thân thì sẽ có màu đen đó. Sợi dây thun này sẽ có màu vàng, nên mình sẽ dùng màu vàng để tô nha. Các bạn tô từ từ thôi, chứ không là sẽ bị lem đó. Tiếp theo mình sẽ tô anh đỏ để đầy đủ cả gia đình Búp luôn. Anh đỏ sẽ hơi khác với anh xanh và em vàng. Mặt anh đỏ thì sẽ có màu đen. Còn phần thân của anh đỏ thì sẽ có màu đỏ nha. Anh bút chì thì các bạn cũng tô tương tự như lúc nãy luôn đó. Chúng ta lại gặp lại anh xanh và anh đỏ rồi. Chắc chắn là bây giờ các bạn đã tự tin tô anh xanh và anh đỏ rồi đúng không nào? Các bạn hãy cùng nhẩm lại xem các bạn có nhớ màu sắc của hai anh đúng không nha. Sau màu xanh đó, anh đỏ và anh xanh chắc là đang thả diều ở một bãi cỏ đó các bạn. Các bạn ơi, các bạn thích chú diều có màu gì nè? Mình thích chú diều có màu xanh nên mình sẽ tô màu xanh, còn khung thì mình sẽ tô màu đỏ nha. Chú diều còn có đuôi màu vàng nữa đó. Như vậy là chúng ta đã biết đến những trò chơi dân gian rất vui và bổ ích rồi. Chờ những trò chơi dân gian, chúng ta có thể rèn luyện được sức khỏe nè, trí thông minh nữa đó. Chúng ta không nên chơi điện tử quá nhiều đâu, như vậy là không tốt. Các bạn hãy cùng gia đình bạn bè dành nhiều thời gian ở bên nhau hơn nha. Như vậy là hôm nay, lớp vẽ bút chì đã mang đến cho các bạn một bức tranh có quá trời trò chơi dân gian dễ thương luôn. Các bạn thấy có đẹp không nè? Thì hãy comment bên dưới xem là các bạn đã chơi được bao nhiêu trò chơi dân gian ở trong bức tranh này rồi nha. Và các bạn có mong muốn lớp vẽ bút chì sẽ mang đến cho tụi mình những bức vẽ như thế nào nữa? Thì cũng hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.